Thu Ca, Ginh Tuấn Kiệt cưới ngày 4 tháng 11 ở biển Cam Ranh. Người đại diện của Ginh Tuấn Kiệt cho biết nam diễn viên và Thu Ca sẽ tổ chức lễ cưới vào ngày 4 tháng 11 tại Cam Ranh, Khánh Hòa. Trao đổi với Ngôi Sao tối ngày 26 tháng 10, phía Ginh Tuấn Kiệt cho biết diễn viên và vợ muốn ngày trọng đại diễn ra trên một bãi biển đẹp. Đám cưới ở thành phố Cam Ranh là buổi tiệc riêng tư dành cho gia đình, người thân và bạn bè nghệ sĩ. Đôi tình nhân chọn không gian cưới tông màu hồng, trắng chủ đạo. Phong cách tinh giản và nhẹ nhàng, phù hợp không khí biển. Ginh và Thu Ca cũng làm tiệc báo hỷ ở thành phố Hồ Chí Minh để các khách mời thuận tiện tham gia chung vui. Ngoài ra, hai vợ chồng sẽ tổ chức thêm đám cưới theo phong cách miền Tây ở Đồng Tháp, quê Thu Ca, người đại diện của Ginh Tuấn Kiệt cho biết. Hiện, đôi uyên ương đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho hôn lễ. Một vài đồng nghiệp thân thiết của họ như Duy Khánh, Huỳnh Lập xác nhận đã nhận được thiệp mời cưới. Ảnh cưới của Ginh Tuấn Kiệt, Thu Ca. Xét thiệp cưới kèm nến thơm và hoa sen đá của Ginh, Thu Ca. Thu Ca được Ginh Tuấn Kiệt cầu hôn hôm 27 tháng 5, ngày kỷ niệm 4 năm yêu. Hôm 6 tháng 9, Ginh Tuấn Kiệt lần đầu công khai tình cảm với Thu Ca nhân dịp nam diễn viên đón tuổi 29. Anh nói Thu Ca là món quà sinh nhật lớn nhất và thông báo thuyền đã cập bến. Đại diện truyền thông của Thu Ca cho biết cặp nghệ sĩ đã yêu nhau 4 năm nhưng đến nay mới công khai mối quan hệ. Thời gian qua, cả hai lộ nhiều hình ảnh tình tứ, thân thiết. Khi tham gia một số game show, họ cũng được các đồng nghiệp đẩy thuyền với nhau. Dù vậy, Thu Ca từng lên tiếng phủ nhận, cho biết hai người chỉ là chị em và cô cảm thấy ngại khi bị ghép đôi với nam ca sĩ. Sau này, Thu Ca nói cô từng công khai một mối quan hệ tình cảm nhưng bị một số người nói dùng chuyện yêu đương đánh bóng tên tuổi. Từ đó cô quyết định giữ kín đời tư. Thu Ca tên thật là Nguyễn Kiều Cẩm Thơ, sinh năm 1989, quê Đồng Tháp. Cô là diễn viên của sân khấu Thế Giới Trẻ. Từng đóng nhiều phim điện ảnh như Chạy Đi Rồi Tính, Yêu Đi, Đừng Sợ, Mùa Viết Tình Ca. Năm 2022, cô góp mặt trong phim Kẻ Độc Hành do Huỳnh Lập sản xuất. Ginh Tuấn Kiệt sinh năm 1994, quê Thừa Thiên Huế. Anh đi hát, diễn xuất khi còn là sinh viên khoa âm nhạc trường Cao Đẳng Văn hóa Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Anh từng tham gia chương trình Simmy Song 2018, đóng nhiều phim như Gia Đình Số 1, 100 Ngày Bên Em, Biệt Thự Spencer, Súc. Năm 2022, anh đoạt giải Nam Diễn Viên Truyền Hình Được Yêu Thích ở giải Ngôi Sao Xanh với phim Suya Hay Suya.